Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thành Gì đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Rồi thì ở đây vẫn sẽ là những con rồng bán bằng tiền này. Và mình đã vừa nhận cái coin trước cái cột mốc 9 giờ rồi. Bây giờ mình sẽ nhận thêm coin nhá để tiếp tục ở lên trên kia. Ở đây thì chúng ta có thể con này là kết hợp hai con gì nhỉ? À, kết hợp cái con ở trong cái sự kiện này anh em. Chúng ta sẽ được thêm một con mới à không, con này con cũ, con permafrost. Chúng ta like được ngay ạ. Like được ngay là đầu tiên con permafrost này anh em ơi. Mắc dị, có những cái lúc mà like mãi không ra. Lần này like phát được ra được luôn này. Một ngày 7 giờ con permafrost. Một con rồng băng giá cũng khá là đẹp. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy coin nhá. Và chúng ta sẽ lấy thêm game này. Đây là game, một game này. Hiện tại là mình đang có 121 game và thiếu khoảng là tầm 59 game nữa là chúng ta sẽ có thể mua được cái khu đất bên kia. Khu đất bên kia khi nó giảm giá thì chỉ còn 180 game thôi. Đang cố gắng tiết kiệm đây. Cuộc đua Heroic thì diễn ra chờ vào chiều ngày mai nhá. Ngày mai là chiều thứ 6 và nó sẽ diễn ra lúc tầm 6-5 giờ. 5 giờ đã đùa đấy. Anh em chuẩn bị sẵn sàng đi. Ok, chúng ta sẽ lấy coin này. Full coin chưa ta? Chắc là chưa được, chắc chưa đủ coin đâu. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có cái ngôi sao và chúng ta có thể empower được con Transmutation. Con này cũng khá đẹp nhờ, con rồng ba đầu và máy móc. Oh yeah. Kinh phết, con này chưa đặt tên đúng không anh em? Thì anh em hãy đặt tên cho cái con này cho hộ mình nha. Con này đẹp thế nhờ. Bây giờ thì mình có thể là tăng sao cho nào nữa không? Có khá nhiều con Impure này, Region này. Đây, mình sẽ tăng sao cho con Desmus lên 2 sao nhá. Ai chá, con này lên Epic à? Cũng lên được 2 sao đấy. Và mình đang có 1k4 điểm ở đây. Chúng ta sẽ, mọi người đang bàn luận để có con rồng Heroic mới thế thôi. Và chúng ta sẽ vào trong này để tiếp tục đi nhá. Hiện tại mình đang ở cái chỗ nào đây? Hình như là chúng ta sắp, đến đỉnh rồi anh em ơi. Chúng ta chỉ cần đi sang này thôi là xong. Nhưng vấn đề là rất là xa. Và mỗi bước đi nó sẽ là tốn khoảng 300 coin. Đủ 2 bước thôi anh em ạ. Hơi buồn, đủ có 2 bước. Ui, xa lắm. Đây này, chúng ta phải đến được đúng cái ngôi sao này thì nó mới ra được cái con rồng anh em ạ. Xem nào, 3 điểm. Ui, 2 điểm. Không vào được game rồi. Chúng ta đi được khoảng 2 bước thôi anh em ạ. Và hy vọng là 3 điểm. Mình, ui, 2 điểm. Tại sao nó lại thế nhở? Nó lại cho vào giữa hai cái cục game này. Bây giờ mình yêu cầu mình cần một điểm này. Đây rồi, vừa nói cái được luôn anh em ạ. Và game của chúng ta sẽ được. Wow, cái gì đây? 18 game á? Wow, mắc tởm luôn. 18 game kìa anh em ơi. Ôi trời, lại một điểm. Dị vãi nhờ. Wow, 18 game cho một cái ô đấy đấy. Chúng ta còn bao nhiêu ô nữa? Và thời gian nó tận hơn một ngày. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ô nữa là chúng ta sẽ lên được cái đỉnh và lấy con Artist Dragon nha anh em. Oh yes, quá kinh, quá hay luôn. Mình còn một lần xem quảng cáo này. 18 game là 139 game rồi. Dã man con ngàn. Phần thưởng gọi là quá ngon đấy nhờ. Quest thì mình đã vừa làm sáng nay rồi. Quest lấy coin thì mình làm sáng nay rồi nha. Bây giờ phải đợi tầm khoảng là 7 giờ nữa. Mà thời gian này có tận 7, một ngày 7 giờ các anh em. Hoàn toàn là có thể lên được trên đỉnh và lấy được cái con rồng Artist, con rồng Legendary rất đẹp ở trên kia. Ok, chúng ta lấy thêm coin đi. Hình như là hết sạch coin rồi, không còn đâu. Đây là sau cột mốc 9 giờ nha, có nghĩa là chiều nay mình lấy được thôi. Có nghĩa là nó chỉ lấy được tầm khoảng là 1.800 coin thôi. Thoải mái đi anh em ạ, trong ngày còn bao nhiêu bước nữa? 1.800 coin thì còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nếu mà đi 8 bước, mỗi bước 300 à? Không đến đâu, chỉ cần khoảng 5 bước thôi. 5-35 thôi là mình sẽ đến được cái đích này rồi. Không cần đến phải 8 bước đâu anh em ạ. Bây giờ mỗi bước là 200 nhá, trên này sẽ là 300 này. Cái trên này 300, cái trên này chắc là 400. Nếu mà may mắn là cho sẽ vào được ngôi sao thôi. Con này cũng khá dễ lấy nhờ anh em. Gần như nó cho không luôn đấy. Rồi ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục nào và mình sẽ tận 18 game luôn. Ngon vãi lúa nhờ. Cái con Transmutation của mình
Nó là 2 sao, đẹp phết. À 1 sao à? Con đấy đẹp mà. Đây, nhưng mà hệ của nó thì hơi cùi bắp. Chance. Đây, chính nó đây anh em ơi. Thì nó có cái tuyệt chiêu, một cái tuyệt chiêu gì đấy. Tiếp vào ta test thử xem. Con này chưa đặt tên nha anh em. Anh em hãy đặt tên con rồng ba đầu này. Nó chất như thế này cơ mà. Rồng bọ cạp ba đầu. Đẹp vãi cả lúa ra. Đấy, mình có thể cho nó lên thêm một vài cấp để nó khỏe hơn một chút. Chắc là cho lên cấp 20. À, nó có primer đầu tiên kìa. Cũng khá ngon đấy anh em. Không phải yếu đâu. Nhưng mà nó chỉ có 3 hệ thôi nhá. Con này có 3 hệ. Và nó sẽ tấn công toàn bộ kẻ địch à? Rồi, ok, mình sẽ cho nó lên một chút. Đấy, vẫn được thêm coin mà. Vẫn thêm có, vẫn có coin này. Bây giờ mới đủ coin anh em ơi. Cho lên level 20 luôn. Đấy. Con này Legendary và hệ đó chính là Primer. Thế sẽ tìm theo hệ đấy và level 20 đánh luôn. À, ok, có lẽ mình sẽ chơi thêm được một đấy nữa. Một lần nữa. Không đủ, không đủ. Đừng ấn xuống đây nhá, ấn xuống cái chỗ này là toi đời đấy. Là nó sẽ cho mình xuống thẳng như này chăng? Chắc là thế, xong rồi lấy thêm coin. Xong rồi lại quay lên đây. 1 2 3 4 xong rồi lại bắt tiếp tục đi lấy epic. Vãi lúa rồi, cái này đi thì chắc là chết luôn đấy. Ok thì chúng ta sẽ test con legendary với sức mạnh mới nhỉ. Ở trong này phần liquid butter, phần challenge chứ, phần challenge ở đây. Tăng 2 sao, rất là đẹp, rất là khỏe. Rank à 1 sao chứ, còn đến 1 sao thôi. Legendary và nó là hệ primer. Chúng ta test thử luôn nhỉ. Lựa chọn rồng này và chúng ta sẽ lựa chọn tới con rồng legendary ở đây. Thật ra mình tìm theo tên, bây giờ nó cập nhật cái tên này cũng khá là hay. Đây này. Đấy, tìm tên ra luôn. Không cần phải nhất thiết là phải con kia là con không nhớ tên. Mình không nhớ tên của nó là cái gì. Đây. Hai super, có thể là hai super nhân là sau tìm một phát ra luôn. Không cần phải tìm theo hệ nữa, nó lâu, lâu ra. Đấy, chiêu đầu tiên của cái con này đây. Anh em hãy xem đi. Có khả năng đánh lan đúng không? Đánh toàn bộ cái địch đúng không? Ba đầu cơ mà. Ba đầu nghĩa là đánh ba con luôn chăng? Đánh ba con sau mid ạ. Khỏe nhờ. Chiêu ngon phết đấy. Và đam nó to, đánh mấy phát phải không ta? Đấy, con này đánh ghim phết. Rồng lai bọ cạp anh em ạ. Ghê ghê ghê. Hai turn nữa thì nó sẽ dùng đuôi tấn công à? Dùng đuôi bọ cạp tấn công và con cuối cùng đây. Ba con này. Rồi, primer thì khá là khó khắc chế, nó phải có hệ vô cực cơ. Mình tưởng con này là ba hệ nhưng mà khỏe đấy anh em ạ. Chúng ta sẽ kiếm thêm được một ít thức ăn, 400 thức ăn. Không bỏ dính răng luôn đấy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục bên này thì sinh sản xong, trên này đã sinh sản xong chưa? Trên này thì còn tầm 50 mấy phút nữa cơ thì nó mới xong được. Mình đang muốn cho hai con kia lên level 20 và để kết hợp cho cái con rồng primer, double primer. Nhưng mà level 20 thì hơi ấy nhỉ. Hơi cao quá nhỉ. Đây đây. Mình nhớ là có primer đúng không? Có hai con cơ mà. Tìm nó phát cho nó ăn lên. Primer. Primer Dragon đây, double primer đây, epic đây, một con hổ răng kiếm. Đẹp như thế này mà cho lên level 15 được không ta? Có lẽ level 15 nó sẽ tiến hóa dạng 2. À ra tiến hóa dạng 3 và chúng ta có thể kết hợp được cái mức độ đó. Đó, chính xác chính xác. Đấy, hai con luôn anh em ạ. Tốn khá nhiều thức ăn nhưng mà phải cho nó lên để có thể sinh sản ra được con double primer nhá. Rất nhiều bạn bảo là anh ấy hãy sinh sản ở trong cái nhà lai giống ở trên kia đi. Có lẽ mình đợi xong con kia là mình sẽ cho nó. Đấy, hai con rồi, xong sẵn sàng nha. Hai con primer. Xong cái nhà này cái là mình sẽ cho nó sinh sản cho này. Sanctuary. Cái này là sinh sản tốt hơn này. Ok, bây giờ nó sẽ chuyển qua phần Liquid Butter và Arena Butter. Tiếp tục nào, còn khoảng 30 41 game thôi là cho sẽ đủ được một mảnh đất rồi. 180 game. Cực kỳ giá trị đấy. Team này sao nhờ? Team này 4 sao. Ui, khỏe nhờ. Có ông tối không? Có ông tối đây. Và nó có cả băng giá. Chết rồi. Nó có một con Antimatter Dragon 31 này. Chết rồi, team này khỏe quá. Không biết liệu nó có ăn được không đây. Con kia sẽ khắc hệ một chút nhưng mà nó con này cũng khắc hệ mình luôn nhỉ. Nó đánh phát 32.000 máu từ con này xác định rồi. Nó quá khỏe, rồng đen Việt Nam này anh em. Kinh phết nhờ, 39.000 máu à.
không biết là liệu rằng ta có thể chạm được nó không ấy. Con này cũng cần cho con level 40 của nó này. Căng nhề. Chiêu nào to nhất 1200 như nhau rồi. 39 chắc không đánh được. Đen đùi. Mắc đen luôn. 66.000 máu. Thôi xong rồi rồi. Nát rồi, đáng lẽ nên để ấy lại thì đúng hơn. Hai Pharaoh. Còn khắc hệ chứ, này thì giết thế quá được nhỉ. Nó còn một anti-meter nữa và nó còn khắc hệ mình. Cay nha. Làm sao đánh được bọn này đây? Khó quá, trận này khó quá, gặp team nó trâu quá anh em ạ. Thôi quả này chắc không ăn được. Chúng ta cần phải chắc phải reset lại thôi. Đây, có chút reset ở đây. Reset lại cái. Team mắc khỏe luôn. 4 sao dành cho một con level 40, một con legendary. 80 mấy ngàn máu, còn khắc hệ chứ. Đây rồi, team này nó dễ thở hơn rất là nhiều. Có cái nút đổi đấy nó rất là tiện nha anh em. Chúng ta sẽ cần phải đổi sang con này. Tấn công bằng chiêu lửa phát. Nữ hoàng đá quý nó còn 30.000 máu nữa. Và mình sẽ tấn công bằng chiêu Primer thôi. Primer thì chắc chắn sẽ giết được rồi. Đây, có ngay Primer. Giết ngay. 52.600 máu à. Đây, chúng ta sẽ dùng cái Ninja Star. Mình chắc mình sẽ chết rồi. Ồ, phát sau thì đối đầu với cái con nó có băng giá nhá. Cũng hơi không có khắc hệ thôi, nhưng mà chúng ta có tận 2 con cơ. Đây, đánh nhau thôi. Solo 32 đối đầu với 35. Mình thì mình khỏe hơn nó, đam mình khỏe hơn nó. 20.000 máu, phai cộng lên 23.000 này. Đây ngay. Không có cơ hội mà đỡ nha. Xong ngay. Thêm thức ăn này. Chúng ta chỉ còn 2 trận thôi. Đối đầu với một con hệ vua ở đây thì mình sẽ đổi trước đã, từ từ. Tại vì nó khác hệ mình nên là phải gần đổi. Thêm một con level 30 và một con level 31 ở đây thôi là xong rồi. 38.000 này, chúng ta sẽ dùng primer thôi, tấn công. Đơn giản. Con này sẽ là 52.000 máu này. Chiến binh, húc nó. Mày chạy đâu, 41.000. Một hit nữa thôi nó sẽ die nha. Sắp die rồi. Ninja, sóng phi tiêu. Con này thì sẽ là tầm khoảng 50.000. Mình sẽ đổi. Không đồng được, mình sẽ đổi sang con này. Có chiêu vô cực ở đây. Đánh thôi. Dễ mà, trận này cũng khá dễ. Và mình sẽ chuyển qua cái phần đấu trường Arena Battle nha. Xong ngay. Và chúng ta sẽ chuyển qua Eternal War 3 và Arena Battle ở đây. Chúng ta cần thắng 2 trận nữa thôi để kiếm được cái hòm nha. Dragon thì sẽ có con xử lý được rồi. Có một con này thì cần thêm một con hệ chiến binh nữa là xong. Đây, như thế này. Như thế này. Chiến binh à? Ta cần một con chiến binh nữa là xong rồi. Chiến binh thì có do du kim cương này thì cũng khá là khỏe, nhưng mà thôi, chú dọn gọi họ này đi. Còn vì con kia sẽ bị khắc chế, bị khắc hệ. Đấy, trận này thì ăn được rồi. Ivan Nancer và Dragon thì đều bị khắc hệ cả. Hãy nhanh thôi. Này này, một hit này. 11.900 máu. Ôi trời ơi, đáng lẽ mình nên sử dụng con khác để cho nó đỡ đỡ chết chứ nhỉ. 40.000 máu này. Ai chà. Không chết được. Sao chết được? Đây, 60% đam đây. Và còn khắc hệ nữa, chắc chắn sẽ chết rồi. Không chạy. Ui, không chết nổi ạ. Kinh nhờ. 15.000, cũng may là nó chỉ tầm khoảng 15.000 thôi. Còn tiếp theo lên đây. 41.000 máu. Ui chết rồi, chết mất áo giáp vàng rồi. Điên thế nhờ. Đáng lẽ nên đổi sang trường áo quyền năng để nó đỡ đòn cho con áo giáp vàng chứ. Quên mất là như vậy. Ui nó khắc hệ à? À đúng rồi, nó có primer nhá anh em. Nó có sẵn sàng primer này, mình quên mất là có hệ primer sau này. Hệ primer ẩn. Thảo nào nó rồi nam kinh thế. Chết luôn con Dracon của mình. Dracon 43 thì khỏe quá, 1 sao. Favors 49, 5 sao. Thôi chịu rồi, con này chịu rồi. Đây rồi, con Chen Mu Station đây. Con này vừa đánh nhau với nó đây. Nó là Primer level 35. Không đánh được đâu. Chúng ta sẽ chuyển qua với một cái team biệt đội cảm tử nha. Empathy này. Một con nữa bên này là rồng báu vật này. Hera các kiểu. Hải Long Vương này. Đủ bộ chưa? Fighting luôn anh em. Chiến đấu luôn nào.
Yes. Đây rồi, gặp ngay con rồng vừa hôm nay đánh nhau đây. Nó sẽ đấm mình chết luôn không? Đánh như kiểu như kiểu chia đam, giống như kiểu là cái con rumor này chả khác đích gì cả. Đúng không? Nhưng mà đam rất là yếu. 40. Tôi cần một trận thắng thôi mà. 36 à? Vẫn khỏe nhỉ. Đánh thế nào đây? 35 vẫn khỏe, 39, 35. Epic và VR thôi anh em. Chỉ con đầu tiên là khỏe thôi, nhưng mà không sao, đánh được. Một con này. Con thứ hai cũng sẽ đánh được. Chiến binh thì cứ dùng băng giá cho mình thôi. Băng giá này. Và tăng cơ thì con này thôi là được. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng, hy vọng là sẽ giết được cái con thrower, cái con ném đĩa trước. Đây, chính xác là con này. Ném đĩa đi đâu? Đây, con ma băng thì nó sẽ là chiến binh anh em ạ. Thì cứ dùng băng thôi. Giảm máu xuống trước này. Rồi, đến lúc là dùng băng rồi. Thì nó thôi, dễ mà, trận này dễ. Và chúng ta giành được cái gói hòm nha. Và hy vọng là sẽ hòm có của cái con Glorious. Chúng ta vẫn chưa có con đấy được. Thiếu mỗi con đấy trong bộ sưu tập thôi. Ui, các hệ à? Các hệ thật ạ. Nó có hệ gì nhỉ? Mình là hệ bóng tối, nó bóng tối anh em ạ. Thôi rồi, mình sẽ giết nó thôi. Primer. Con chó sấm sét giống như kiểu Pokemon ấy. Chúng ta có là 20/20 và collect ra cái hòm ở đây. Trong hòm này có gì đây? Trong hòm này thì sẽ có Kitsune và Tiamat. Bó tay luôn. Toàn mảnh cùi bắp. Bó tay rồi. Rumor. Toàn mảnh cùi bắp thôi. Tưởng là nó sẽ là ấy cơ. Đây, trận này thì dễ này. Trận này thì khá là dễ, dễ thở. Ô, con này có hệ khắc chế mình ạ. Kinh nhờ. Băng giá. Mình định chuyển sang Kitsune nhưng cũng bị khắc chế luôn thì phải. Ok, chúng ta sẽ đổi như thế này thì hợp lý hơn này. Vũ trụ này, đổi con này lên trước này, con này lên sau này. Khắc chế con đầu tiên trước. Lá có lửa. Gladiator thì có trưởng lão quyền năng. Đánh nốt đi. Cố gắng điểm số tối đa để nhận thưởng con rồng và legend và thêm op của nó nữa. Đánh trước à? Masker, rồng đeo mặt nạ nè. Tiếp tục là con này thì chiến binh ạ. Ui, nó khắc hệ nha, mà may mà đam nó bé. Nó A cộng và level 30 thôi. Con này con phần thưởng đấu trường này. Ok phết nhá. Cuối cùng sẽ làm con Super Sonic là xong. Super Sonic thì nó là hệ lá và mình có hệ lửa ở đây. Đơn giản thôi. Hệ lửa nè. 40.000 máu. Acid, Arani, Aban là gì gì đó. Và chúng ta kiếm thêm được một trận thắng nữa này. 39 này. Primer, máy ở trận này. Primer thì nó chả C rồi mà. Đây này, con này thì đánh được đấy, anh em ơi. Trận này thì khá là dễ. Mình sẽ chuyển sang cái này. Đâu nhỉ? Con nào đây? Con bất kỳ là được. Con hỏa ngục long này. Con này sẽ cắt khắc chế con Pua Flame. Còn hai con sau thì cần phải có hệ Pua anh em ạ. Hệ Pua hết rồi. Hết sạch hệ Pua rồi. Thôi chờ chiến binh bất tử tăng cơ đi cũng được. Rồi, ok, có lẽ sẽ đánh được. Không phải lo lắng lắm đâu. Chúng ta đánh cái này để được thêm cái hòm thôi. Có thêm cái hòm và nó khắc hệ mình nha. Hủy, Nirobi à. Con rồng khổng lồ. Hai con này thì cũng nhanh chóng thôi. Con này 35.700 à. Cũng nhanh anh em ơi. 36.000, 33.000, một hit nữa là đai. Chạy đi đâu này. Xong ngay. Chúng ta thắng trận này rồi. Và trận cuối à. Trận cuối không được rồi. Trận cuối thì lại gặp rồi. Ui, Carlos, Andres, Reyes, Big Hus và Onigiri. Ây chà. Quỳ thôi, trận này không đánh được rồi. Nhìn anh em. Anh em nhìn đủ biết là hack rồi đây, lại gặp hack rồi. Không làm sao được. Ok thì chúng ta sẽ kêu về nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.